Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là công tắc quạt gió điều hòa của xe Hyundai Coty. Sản phẩm được sản xuất bởi Hyundai Mobis, mã sản phẩm là 97516 5A000. Đây chính là công tắc số quạt của nó. Đây là phần để chúng ta bắt vào cái cụm điều khiển điều hòa. Còn phía sau của công tắc đó chính là cái rắc điện để cắm ra phía bảng điều khiển phía sau. Ở phía phần trong là cái chính là cái bảng mạch để điều khiển đấy ạ. Với cái sản phẩm của hàng Hàn Quốc này, anh em có thể nhìn thấy này, nó rất chắc chắn đây ạ. Quy cách đóng gói của sản phẩm thì mỗi một sản phẩm sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp mà nhỏ như thế này đây ạ. Đây là Mobis nhé. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái công tắc quạt gió điều hòa của Hyundai Coty. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 076 9086 333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.